Dạ vâng ạ, hello em Hoàng xin kính chào tới toàn thể các bác và anh em trên mọi miền Tổ quốc yêu hàng Nhật bãi của cửa hàng Hoàng Hưng. Dạ vâng, ngày hôm nay thì cửa hàng bên em xin toàn thể các bác em lại lên một cái review, xin giới thiệu về sản phẩm của cửa hàng bên em. Thì trước mắt các bác đây thì em xin giới thiệu ra mắt một con bếp Zinan thương hiệu đến từ Nhật Bản. Thì em cũng nói rất là nhiều về cái sản phẩm bếp Nhật rồi. Hàng Nhật thì nó sẽ tiết kiệm ga cho toàn thể các bác là 30% ga so với các bác đang sử dụng với những dòng bếp ga thường và bếp ga truyền thống. Và đặc biệt thì dòng bếp Nhật này thì nó sẽ có cảm biến cho các bác, khi các bác nấu thì gần như cạn nồi nó sẽ tự động giảm nhỏ lửa và nó sẽ khóa ga tự động, tắt bếp tự động. Nó rất là an toàn và đặc biệt thì dòng này thì nó rất là bền và ngọn lửa của nó rất là xanh. Thì với cái chi tiết về cái ngoại thất và nội thất và cái sử dụng của bếp thì em sẽ đi sâu vào cái sản phẩm để cho các bác được xem kỹ hơn. Thì với cái dòng bếp Zinan này thì nó sẽ có cho bác là phím của nó là phím đề, bốn mà ba phím đề ở phần trước của bếp, phím trái, phím phải và phím lò nướng. Phân biệt cho bác là màu của nó là lò nướng thì có hình con cá. Phần trên thì nó sẽ có các cái tay để chỉnh to nhỏ của ga. Thường thường dòng bếp Nhật thì nó sẽ thiết kế cho các bác là một cái lò nướng ở phần giữa. Thì lò nướng thì sẽ có cho bác là 25 phân và đặc biệt thì nó sẽ có lớp kính chịu lực chịu nhiệt ở phần trước của lò nướng để cho các bác quan sát được và lò nướng khi các bác nướng đồ ăn. Phần trong của lò nướng thì sẽ có cho bác là giá nướng và vỉ thì để cho các bác vệ sinh rất là tiện. Và đặc biệt thì cái dòng này thì như các bác nướng thì như tôm, mực, cá và hoặc là vân vân những đồ ăn nhẹ thì các bác tự nướng vào đây rất là ok. Thì dòng Zinan thì nó sẽ có cho các bác là có đèn quắc ở phần đây để nó khi mà các bác gần như hết pin nó sẽ cảnh báo cho bác là bếp hết pin và gần như nó gần là tắt bếp thì nó sẽ báo đèn tít đây để cho các bác biết là phân biệt là bếp nó đã khóa ga tự động và tắt bếp. Và ở phần bên góc bên tay trái của các bác là có ổ để các bác bổ pin, dòng pin đại 1.5 để các bác nó đánh điện bằng IC và có áp. Thì với cái bếp Nhật này thì về cái chi tiết điện thì nó rất là chẳng chịt và cũng rất là hiện đại. Và cái nội thất bên trong của bếp cũng rất là sạch. Phần trong của bếp còn không có bị oxy hóa, không bị dỉ sét thì rất là ok, đang còn rất là sáng. Thì con bếp Zinan này thì nó sẽ có cái model của nó là GTS660 GFTS. Thì con này nó sản xuất vào đầu năm 2012, cuối năm 2011. Có mã CG, mã vạch đồng hoàng và bên hông của bếp rất là đẹp. Về cái chi tiết phần trên của mặt bếp thì dòng bếp này thì nó cũng khá là rộng và đặc biệt thì nó có mặt của nó là mặt miên. Đấy, mặt là mặt miên zin. Và đặc biệt thì là mặt miên thì các bác biết rồi, sử dụng mặt miên rất là bền và rất là lâu so với những dòng bếp mặt sơn. Các bác vệ sinh cũng rất là tiện, nó rất là bóng, rất là sạch. Và nó có cái đường gân này chống tràn này cho bác, khi mà các bác tràn này các bác vệ sinh rất là tiện, nó không vào họng bếp, rất là ok. Và bếp Nhật thì có hai cảm biến ở hai bên, đây là hai con cảm biến. Với cái họng bếp thì cũng rất là sạch, đang còn sáng, không bị dỉ. Thì về cái kiềng của nó là kiềng cũng là kiềng hợp kim, cái dạng kiềng sắt này nhưng mà rất là bền. Kiềng này thì bao cho bác là bao bền và bao cứng khi các bác sử dụng, nó không bị cụt đầu trong quá trình các bác nấu nhiều và nó nung nóng, nó cũng không bị cụt cái đầu này, rất là bền. Nó cũng khi mà các bác có va chạm với đồ ăn rồi đóng muối mắm thì các bác cũng yên tâm vì nó không bị dỉ xét. Với cái bo hợp kim carbon như thế này thì nó phân lửa rất là đều với dòng bếp Zinan phân lửa. Và đặc biệt cái bo này thì các bác cũng biết rồi, dòng bo này thì cũng rất là bền và cũng rất là tiện, rất là vệ sinh rất là dễ. Đấy, với là hai cái này. Và đặc biệt thì dòng bếp này nó đánh điện hai cái, một bên là IC và một bên là cấu áp đánh bằng điện. Thì phần họng bên phải và bên trái cũng rất là sạch sẽ và đặc biệt thì các cái bo lửa cũng rất là đang còn rất là đẹp. Qua quá trình vệ sinh thì em thấy hàng như thế này là cũng quá là ok. Phần sau thì nó sẽ có một lớp lưới để khi mà các bác nướng thì sẽ thoát cái khí nóng và khói ra phần sau để tránh trường hợp là nóng mặt miên, để các bác phân biệt được là khi các bác sử dụng đến lò nướng. Thì với cái sản phẩm mà em đang lên sóng đây thì hiện tại em cũng đang chào bán cho các bác là với giá là 2 triệu đồng giá tại cửa hàng có nhá, giá tại cửa hàng bên em. So với các cửa hàng trên kênh YouTube thì hiện tại cửa hàng Hoàng Hưng là đang để với giá rất là tốt và đặc biệt thì em bảo hành cho các bác với sản phẩm này với giá là một thời gian là một năm các bác sử dụng.
Khi mà hết thời gian bảo hành thì các bác cứ liên lạc qua số điện thoại của em 0909999083, thì em sẽ hỗ trợ cho các bác là thay thế linh kiện và hoặc là bảo trì bảo dưỡng cho máy cho các bác, nên các bác yên tâm về cái sản phẩm mà bên em chào bán. Thì với con bếp Zinan như thế này thì nó sẽ có thêm cho các bác là một cái phím 3S. Đây, đây là phím 3S. Khi các bác sử dụng đến phím 3S thì các bác sẽ như các bác mà chiên xào thì cái đít chảo của bác nó sẽ gây ra rất là nóng thì cái phím cảm biến nó sẽ tự động nó giảm nhỏ lửa, nên là nếu mà các bác mà chiên thì các bác cắt qua cảm biến thì các bác cái bếp của bác nó sẽ ra cái dạng bếp mà truyền thống là luôn luôn nó ở nhiệt độ cao. Còn nếu mà các bác nấu cơm mất điện, các bác nấu cơm hoặc là các bác kho cá thì các bác nên để chế độ có cảm biến để khi mà gần như cạn nồi, cạn đồ ăn thì cái bếp nó sẽ tự động nó khóa ga tắt bếp. Và đặc biệt dòng bếp này nó rất là an toàn, nó không bị dư thừa ga, cũng không bị khí ga dư thừa ra ngoài, nên nó cũng rất là an toàn. Khi mà các bác vắng nhà, các bác có thể các bác để bếp cháy gần như cạn bếp thì nó cũng tự động nó khóa ga, tự động tắt bếp. Nó không giống cái dạng bếp truyền thống Việt Nam mà các bác cứ để mà khi cháy đít nồi thì nó sẽ gây hỏa hoạn, hoặc là nó vẫn đang còn ra ga thì nó gây hỏa hoạn rất là nguy hiểm. Nhưng dòng bếp này thì các bác yên tâm, hàng Nhật thì họ làm rất là an toàn, và đặc biệt thì nó dùng rất là sướng, và lửa của bếp rất là xanh. Thì bây giờ thì em cũng sẽ test luôn con bếp này để cho các bác xem. Nếu bác nào mà yêu thích hàng bãi Nhật thì các bác cứ liên hệ theo số điện thoại của em để các bác đặt hàng. Với cái giá này em đang để giá tại cửa hàng với giá 2 triệu đồng, giá phím đề như thế này, các bác có cơ hội để mua những cái bếp tốt nhất và chất lượng nhất và uy tín nhất của cửa hàng. Thì khi mà các bác bỏ pin vào này, trong bếp này, em sẽ có đôi pin kỷ niệm cho bác một đôi pin để các bác sử dụng này. Đấy, khi các bác để nhá, đấy, ngọn lửa nó lên rất là xanh đúng không này. Đấy, các bác khi mà cắm ga cho ổn định thì các bác lửa rất là xanh và rất là lớn. Đấy, nhiệt độ của bếp Nhật thì nó rất là cao á, rất là cao. Đây, hai bếp bác thấy ngọn lửa rất là xanh này, khi mở to này. Đấy, phím bên này là phím các bác mở lớn cho em. Đấy, phím mở lớn. Đấy, khi mà nhiệt độ nó đạt đỉnh thì tự khắc thì nó sẽ tự động nó giảm nhỏ lửa, nó tắt bếp, các bác yên tâm nhé. Khi mà các bác sử dụng chin thì các bác cứ dùng 3S đấy chị em. Đấy, bấm 3S thì các bác để chế độ 3S này. Đấy, đèn nó sẽ báo, đèn quắc nó sẽ báo đây thì các bác sẽ nó sẽ cắt cái cảm biến. Thì luôn luôn cái bếp nó sẽ ở chế độ nóng liên tục và nó lửa nó lớn liên tục. Nó không qua cảm biến thì nó không cắt nữa. Còn nếu mà các bác nấu cơm thì các bác nên cắt cho em, cắt để cho cái nồi cơm của các bác gần cạn. Thì nó sẽ giảm nhỏ lửa, nó như giống như dạng đang xông cơm ấy. Sau đó là nó sẽ khóa ga tự động, các bác nấu cơm không cần phải để ý với bếp, nhưng mà nồi cơm của bác cam kết luôn là sẽ chín. Đó, đây là cái sản phẩm hàng Nhật. Thì những cái video mà em đã xuất lên thì các bác nào mà chưa đăng ký kênh thì em cũng trân trọng mời tất cả các bác đăng ký hội em một đứa đăng ký kênh để em có những video mới em lên sóng, các bác sẽ là người đầu tiên để các bác tiếp cận vào cái sản phẩm của cửa hàng bên em. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những cái video lần sau. Xin chào toàn thể các bác.